Quỷ đấu la kêu lên một tiếng thảm thiết, hắc sắc khí lưu chung quanh thân thể trong nháy mắt tàn rã, lộ ra diện mạo kịch liệt thống khổ làm hắn toàn thân cứng lại. Trước mặt hắn nằm thước, một đạo thân ảnh yên lặng hiện ra, một cái áo choàng thật lớn bao phủ thân thể người kia. Chỉ là tay phải của hắn cầm một thanh hắc sắc tam giáo kích dài đến 1 trượng 2, đạo kim quang lọn phát ra từ trên trán của hắn. Cẩn thận, người kia xuất hiện. Đột nhiên Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được một nguy cơ lớn lao, vội vã hạ lệnh giết hắn. Đấu La Đại Lục Chiến Chữ phần 260, cái chết của quỷ Đấu La. Ngã xuống đi thôi, trở thành hồn thú và hồn cốt của ta là vinh hạnh của các người đó. Bệ hạ, chúng ta có cần tái phát động một vòng công kích hay không? Quỷ Đấu La thấp giọng hỏi. Bỉ Bỉ Đông khoát tay áo, không cần, 5 người các người tản ra, cuối cùng gần đến lúc rồi, phải cảnh giác hai tên này bất ngờ liều mạng, tuyệt đối là không thể có chút nào sai sót. Vâng thưa bệ hạ, 5 tên phong hào Đấu La lặng yên tản ra sau người của Bỉ Bỉ Đông. Triển khai hình cánh quạt bao vây hai đại thần thú từ xa, bọn hắn chỉ cần kiềm chế là đủ rồi. Chờ hai đại thần thú bộc phát ra thần vọng, lấy tình trạng thân thể của hai vị xâm lâm chi vương, dù có liên thủ cũng khó đánh bại bất cứ một phong hào Đấu La nào. Đồng thời, 5 tên phong hào Đấu La cùng đem tinh thần lực của mình toàn bộ tản ra, gieo rắc khí thế uy áp, đe dọa các loại hồn thú có thể xuất hiện ra chung quanh, làm cho chúng nó không dám đến gần. Chỉ cần đợi được hai vị xâm lâm chi vương hấp hối, lập tức Bỉ Bỉ Đông sẽ xuất ra lần công kích tối hậu. Nhiệm vụ lần này coi như là đại công cáo thành. Thậm chí Bỉ Bỉ Đông không cần công kích, chỉ cần hai đại thần thú chết dưới kịch độc của nàng thì kết quả cũng như nhau. Đại Minh Nhị Minh trong mắt bắt đầu toát ra tuyệt vọng, bọn họ biết chính mình sắp không chống đỡ được nữa. Nghĩ đến chuyện đột ngột kích sát một địch nhân, nhưng cả bọn cường giả Vũ Hồn Đế Quốc đều quỷ quái tình ma. Họ vừa phát động, đối phương lập tức lui lại làm tăng khoảng cách, mà lúc bọn chúng lui về vẫn mơ hồ là duy trì vòng vây. Tốc độ của hai vị xâm lâm chi vương đã không đủ để so sánh với bọn cường giả phong hào Đấu La. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy thân thể của mình đang dần dần suy yếu. Hiện tại bọn họ cũng hiểu được mục đích của đối phương, bọn người vô sĩ đó chính là muốn tiêu hao sinh mạng của bọn họ đến mức là hầu như không còn. Đến khoảng khắc sau cùng mới ra tay kích sát. Bỉ Bỉ Đông nhìn rất thoải mái ở phía sau, thật ra tinh thần lực của nàng vẫn giám sát nghiêm mật hai đại thần thú. Muốn lấy được hồn hoàn của họ, nhất định là người giết bọn họ sau cùng phải là mình. Nàng nhất định là phải phòng bị hai đại thần thú tự sát hay là bị người khác giết. Hồn kỹ của nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt sẽ không cấp cho hai đại thần thú bất kỳ cơ hội nào. Đại Minh Nhị Minh cũng tự nhiên cảm nhận được tinh thần lực khủng bố của Bỉ Bỉ Đông. Nhị Minh chậm rãi sừng bước, đem Đại Minh phía sau thả xuống, sau đó đặt mông ngồi tại chỗ. Bọn họ không định chạy trốn nữa, có chạy đi nữa bất quá là tiếp tục tiêu hao sinh mệnh mà thôi. Nếu dừng lại, có thể tìm được một kẻ nào đó sơ đầu chịu báng. Nhị Minh ngực nhấp nhô kịch liệt, độc tố đã xâm vào trái tim. Nếu như hắn không phải là có được thân thể cực kỳ là cường kiệt, thì hắn đã sớm chết rồi. Đại Minh Nhị Minh nhìn nhau, Nhị Minh trầm giọng nói: Đại ca, ta yểm hộ cho ngươi. Có lẽ làng sẽ có thể giết một người, nhưng mà người còn lại nhất định là còn có cơ hội tự sát. Đại Minh nhìn Nhị Minh trong mắt tuyệt vọng cùng với bất đắc dĩ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên vài phần. Không, chờ một chút, có lẽ chúng ta còn có cơ hội không chết trong tay bọn họ. Ngay lúc đó, tiếng nói của Đại Minh chưa dứt, bỗng nhiên một đạo kim quang chói mắt trong tình đấu lại dầm lầm sáng lên. Bất luận là Bỉ Bỉ Đông hay là bốn vị phong hào Đấu La kia đều bị kim quang đột nhiên là xuất hiện này hấp dẫn. Kim quang xuất hiện tại thân hình phiêu phốt bất định sau lưng của quỷ Đấu La. Đạo kim quang này xuất hiện ra không có gì báo hiệu, giống như là trong hư không đột nhiên sinh ra một kim sắc quang trụ trực tiếp bao phủ trên người của quỷ Đấu La. Quỷ Đấu La kêu lên một tiếng thảm thiết, hắc sắc khí lưu chung quanh thân thể trong nháy mắt tàn rã, lộ ra diện mạo kịch liệt thống khổ làm hắn toàn thân cứng lại. Trước mặt hắn nằm thước, một đạo thân ảnh yên lặng hiện ra, một cái áo choàng thật lớn bao phủ thân thể người kia. Chỉ là tay phải của hắn cầm một thanh hắc sắc tam giáo kích dài đến 1 trượng 2, đạo kim quang lọn phát ra từ trên trán của hắn. Cẩn thận, người kia xuất hiện. Đột nhiên Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được một nguy cơ lớn lao, vội vã hạ lệnh giết hắn. Bỉ Bỉ Đông chính mình không có khinh suất vọng động, bởi vì nàng nhất định là phải tập trung trên cơ thể của hai đại thần thú để tránh bọn họ tự sát. So sánh với tính mạng của quỷ Đấu La, giá trị của hai đại thần thú dĩ nhiên là cao hơn nhiều. Quỷ Đấu La là mẫn công hệ hồn sư nên phản ứng rất là nhanh, nhưng mà ngay lúc này hắn căn bản là không sử dụng ra được bất kỳ hồn kỹ nào. Đạo kim quang kia lạc vào người có cảm giác là rất bình thường, chỉ thấy ấm áp, thậm chí là vô cùng thoải mái. Ngay cả bệnh tật bình thường đều được chữa khỏi, nhưng nó phủ lên trên người của quỷ Đấu La không thuộc gì là nham thạch địa ngục. Toàn thân trên dưới phảng phất đốt cháy kịch liệt mọi thống khổ nằm sâu ở trong linh hồn. Võ hồn của quỷ Đấu La là cực kỳ kỳ lạ, lúc hắn còn nhỏ từng chết qua một lần, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, hồn phách lại là phụ thể một lần nữa, vì thế mà võ hồn tỉnh giấc. Đó chính là quỷ, theo như là một ý nghĩa nào đó, hồn phách của hắn chính là võ hồn của hắn, mà chính bản thân hắn lại là hoạt tử nhân. Quỷ Đấu La sợ nhất là loại võ hồn sáu cánh thiên sứ phóng thích ra thánh thần chi quang. Loại quang mang này là khắc tinh võ hồn của hắn.
mà kinh quang trước mắt thậm chí là so với thánh thần chi quang do võ hồn thiên sứ sáu cánh phóng xuất ra lại càng đáng sợ hơn. Trong đó ẩn chứa thánh thần chi lực làm hắn ngay cả cơ hội dãy giụa đều không có, càng không có cách nào phóng xuất ra bất kỳ hồn kỹ nào cả. Hắn liều mạng thúc giục hồn lực của mình chống đỡ, hy vọng nhờ hồn lực của cấp bậc phong hào đấu la có thể dãy giụa. Chỉ cần có thể dãy ra, nhiều nhất là tổn thất một ít hồn lực nhưng mà còn có cơ hội sống sót. Nhưng đối mặt với đối thủ không có cách nào gì động, cường giả kia chỉ là phóng thích ra kim quang chỉ để chiếu sáng cho vui thôi sao? Người đột nhiên chạy tới chính là Đường Tam. Kỳ thật, thời gian tàn lửa lén nhàn trước hắn đã chạy tới nơi đây rồi. Nhưng mà hắn cũng cảm nhận được có một người tinh thần lực không kém hơn hắn bao nhiêu, cho nên hắn không dám ẩn lấp trực tiếp tại đây, mà sử dụng ra năng lực ẩn thân của Hãn Hải Hộ Tuần Cháo, đem ký tức của mình hoàn toàn là ẩn giấu. Hơn nữa đem thần lực là ẩn tránh đối phương phát hiện. Lúc mà Đường Tam thấy Bì Bì Đông cũng cảm thấy giật mình, nhưng hắn tỉnh táo rất là nhanh, phân tích cục diện trước mắt. Khi hắn chứng kiến Bì Bì Đông cùng với bọn phong hào đấu la là thủ hạ của nàng, thủy chung vẫn là duy trì quan hệ nửa nóng lửa lạnh, không dám tấn công hai đại thần thú. Hơn nữa sinh mệnh lực của hai đại thần thú ngày càng suy yếu. Đường Tam đã hiểu được ý nghĩ của Bì Bì Đông, mà lúc đó Bì Bì Đông ra lệnh cho bọn thủ hạ phong hào đấu la phân tán ra để giữ cho hai đại thần thú khỏi chạy trốn. Nhờ vậy đã tạo cơ hội cho Đường Tam. Đường Tam phát hiện rõ ràng tinh thần lực của Bì Bì Đông toàn bộ tập trung vào Đại Minh và Nhị Minh, tùy thời có thể trùng kích tinh thần của bọn họ, hơn nữa là lại có thể phát động công kích hủy diệt. Cứ như vậy, tinh thần lực của hắn chỉ cần cẩn thận một chút là cũng khó có khả năng bị Bì Đông phát hiện. Lựa chọn mục tiêu công kích, Đường Tam cân nhắc tất cả năng lực của mình, cuối cùng là đem mục tiêu quyết định là Quỷ Đấu La. Lựa chọn Quỷ Đấu La đương nhiên là có suy nghĩ của hắn. Trong 5 tên phong hào đấu la mà Bì Bì Đông mang theo, Đường Tam chỉ quen thuộc Cúc Đấu La cùng với Quỷ Đấu La, cũng đã từng biết qua năng lực của bọn chúng. Hai vị phong hào đấu la này nếu như là đơn độc, thực lực không phải quá mạnh, đều không phải là có đỉnh cấp võ hồn của phong hào đấu la. Nhưng bọn chúng tại võ hồn điện địa vị cực cao, nguyên nhân rất là đơn giản, bởi vì hai vị phong hào đấu la này có một chiều võ hồn dung hợp kỹ rất là cường đại. Một khi thi triển, coi như là 95 cấp hay là 96 cấp phong hào đấu la cũng rất là khó ngăn cản. Lần trước chính vì bọn chúng vây khốn Đại Minh và Nhị Minh mới làm cho Thiểu Vũ cuối cùng không thể không hiến tế để cứu mạng Đường Tam. Nếu có thể giết chết một trong hai người này, như vậy là sẽ giảm trước đi một cường giả của võ hồn điện có kỹ năng hạn chế cực kỳ cường hãn, có khả năng là một kỹ năng hạn chế cực mạnh bên phía chúng. Kế tiếp, do Đường Tam đã nhiều lần sử dụng, nhất là sau trận chiến với Sát Lục Chi Vương, nên đối với Hải Thần Chi Quang càng thêm hiểu rõ. Nhìn qua quang mang nhu hòa lại có năng lực phá tà cường đại, dù là không dùng Hải Thần Tam Giao Kích thi triển, hiệu quả phá tà cũng cực kỳ cường hãn. Có thể thấy lấy tên Hải Thần chính là danh phủ kỳ thực. Quỷ Đấu La là một thân quỷ bằng môn tà đạo, tự nhiên không phải là chính đạo. Hải Thần Chi Quang tuyệt đối là có thể sinh ra hạn chế nhất định với hắn. Dưới tình huống đánh lén, rất có thể sẽ cấp cho Đường Tam một cơ hội miêu sát. Cho dù không thể liệt sát, Đường Tam cũng có cơ hội làm hắn bị thương. Đương nhiên Đường Tam chọn Quỷ Đấu La chứ không phải là Cốc Đấu La còn có một nguyên nhân. Cốc Đấu La có võ hồn kỳ môn Thông Thiên Cốc, từng cố gắng thu đối Mộng Bạch làm đồ đệ. Đường Tam đối với hắn mặc dù không có gì hảo cảm hơn, nhưng mà cảm giác chán ghét lại là không mạnh mẽ như là Quỷ Đấu La. Dưới nhiều tác dụng của nhiều nguyên nhân, Quỷ Đấu La trở thành mục tiêu công kích trước tiên của Đường Tam. Nhờ Hãn Hải Hộ Thân Cháo lặng yên lúc sau lưng của Quỷ Đấu La, hai thần chi quang chợt phát động, hiệu quả so với tiên đoán của Đường Tam còn tốt hơn. Ở bốn phương hướng khác, bốn ga phong hào đấu la khi mà thấy hắn vừa xuất hiện ra lập tức tập trung tinh thần lực trên người của hắn, hơn nữa bay nhanh về phía này, uy áp cường lực uy hiếp Đường Tam, muốn vòng vào ký tức cường đại tự thân áp bức Đường Tam không cách nào công kích, thậm chí từ trong chấn nhiếp bị bọn chúng ngăn cản công kích. Đáng tiếc là mặc dù bốn ga phong hào đấu la này ở cùng một chỗ có thể gây cho Đường Tam áp đảo cực lớn, nhưng so với áp lực của hải thần đệ nhất khảo năm xưa còn xa mới có thể áp chế Đường Tam. Vòng vào cấp bậc là tinh thần lực mênh mông, Đường Tam căn bản là không coi bọn chúng ra gì. Khoảng cách của tên phong hào đấu la gần nhất với Quỷ Đấu La là hơn 30 thước. 30 thước đối với phong hào đấu la là không nói ra gì cả, chỉ cần một tích tắc là có thể chạy tới. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, chỉ cần một tích tắc này đủ cho hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Mắt thấy Quỷ Đấu La dãy giụa thống khổ dưới hải thần chi quang, Đường Tam trong lòng mừng rỡ. Hắn biết chỉ là mình nhắm mắt đánh đại mà may mắn trúng được mệnh môn của Quỷ Đấu La. Không do dự chút nào, hải thần chi quang trong nháy mắt chuyển hướng, tam sao kích ngầm đèn đâm thẳng ra. Quỷ Đấu La chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, kim quang lo làm cho hắn thống khổ đột nhiên là rời khỏi thân thể của mình. Nhưng không đợi hắn buông lỏng chạy quá xa, quang mang mạnh hơn trước, gấp lần 10 lần trong nháy mắt bao phủ khắp nơi. Tam sao kích cự đại đã tới trước ngực. Lúc này, chuyện hắn có thể làm chỉ là đưa hai tay lên, bắt đầu ngưng tụ toàn bộ hồn lực tự thân cố gắng ngăn cản một kích này. Hắn biết chỉ cần mình có thể ngăn trở lần này, đồng bọn sẽ chạy tới đánh kẻ đánh nén trước mắt này băm thành muôn mảnh. Nhưng lần này hắn cũng không ngăn cản được. Hải thần tam sao kích là một trong tam đại thần khí, kim quang tự như là gợn sóng lưu chuyển. Đây là chân chính thần khí, chỉ phóng ra hải thần chi quang là Quỷ Đấu La đã bị thương nặng.
Thân thể của hắn làm sao ngăn cản được cơ chứ? Trên lưỡi kích khí thế mạnh mẽ, năng lực phá ma phóng xuất ra, Quỷ Đấu La chỉ cảm thấy trên song trưởng hồn lực là ngưng tụ phát triển mạnh mẽ. Dĩ nhiên, lướt qua hai bên của Hải Thần Tam Gió Kích, trong khoảnh khắc, cảm giác lạnh như băng lan tràn khắp toàn thân, kim quang từ phía sau của lưng của hắn trổ ra. Không! Cúc Đấu La mắt thấy lưỡi kích hoàng kim to lớn ló ra sau lưng của Quỷ Đấu La. Kim quang mãnh liệt trong nháy mắt lan tràn ra từng phân từng tấc trên thân thể của Quỷ Đấu La. Không khỏi điên cuồng giống giận, tốc độ tự thân đạt tới cực hạn. Võ hồn kỳ nhông thông thiên cúc trong tay đã bay ra ngoài, đếm thẳng tới đường tam. Nhưng hắn minh bạch, lúc này tất cả đều đã chậm, một thân Đấu La quỷ mị đã không thể còn sống nữa. Trên thân hắn phát tán ra tử khí phá lát lưng trong nháy mắt tan thành mây khói. Thân thể Quỷ Đấu La đã hoàn toàn dưỡng lại không thể nhúc nhích. Hải Thần Tam Sao Kích lặng 18.000 cân, không kể Quỷ Đấu La nghênh đỡ kích khi mà thân thể đã bị Hải Thần Chi Quang ăn mòn. Tự thân gần như là toán loạn, dù hắn đang trong trạng thái tốt nhất, muốn dùng nhục trưởng ngăn cản Hải Thần Tam Sao Kích cũng hoàn toàn là không có khả năng. Hồn lực của Đường Tam so với hắn không yếu hơn là bao nhiêu, lực lượng lại càng hơn xa hắn. Hơn nữa Hải Thần Tam Sao Kích toàn bộ uy năng phóng thích, cho dù là Đường Thần từng là đại lục đại nhất cường giả cũng phải dùng thần khí phẩm chất cùng loại mới có thể ngăn cản. Thân thể của Quỷ Đấu La tịnh hóa trong Hải Thần Chi Quang quay cuồng, hóa thành một làn khói đen bay thẳng lên không. Một khối hồn cốt màu đen trên người của hắn rơi xuống, Hải Thần Tam Sao Kích thủ về, móc câu trên lưỡi kích nhỏ bên trái đúng lúc móc vào khối hồn cốt, cùng lúc phát động thuấn di. Sau khoảnh khắc, Đường Tam đã ở ngoài trăm thước, hắn không đến gần hai vị xâm lâm chi vương mà bay nhanh về phía sau. Bởi vì nếu hắn công kích về phía trước thì mục đích cứu viện sẽ là bại lộ. Nhưng khi bại lộ lại gặp phải sự vây công của Bì Bì Đông cùng với 4 tên phong hào Đấu La. Nhưng lui về phía sau sẽ không gặp, chẳng những lấy tiến một bước mở rộng khoảng cách mà còn làm cho đối thủ sinh ra nghi hoặc mục đích của hắn. Từ việc Bì Bì Đông không kịp thở ra tay là có thể nhìn ra, làng sợ bọn Đại Minh và Nhị Minh bên kia xuất hiện biến hóa. Mấy tiếng lổ bọc phát ra từ vị trí lúc nãy của Đường Tam, nhất là kỳ nhông thông thiên cúc toàn lực ứng phó làm cho phạm vi xung quanh hóa thành một cái hố sâu thật lớn. Lão quỷ! Cúc Đấu La thê thảm kêu lên to nhất, nhào tới vị trí lúc trước của Quỷ Đấu La bị giết, nước mắt trào ra. Hắn cùng với Quỷ Đấu La sống với nhau hơn 60 năm, thời gian một giáp. Cảm tình của họ thâm sâu thậm chí là còn hơn thâm sinh là huynh đệ. Lúc này mắt thấy Quỷ Đấu La bạo hóa, hơn nữa là hải cốt không còn, Cúc Đấu La vô cùng thống khổ. Bất luận là đối với Cúc Đấu La hay là đối với những người khác mà nói, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức là hiện tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại. Từ khi người trong lớp áo choàng xuất hiện cho đến khi Quỷ Đấu La bị giết, chỉ thoáng qua là như tia chớp. Miêu sát một vị phong hào Đấu La, đây là chuyện bất khả tư nghị biết bao. Cho dù là đánh lén bọn họ cũng hoàn toàn là chưa từng nghe thấy. Bì Bì Đông dù thực lực mạnh mẽ nhưng nếu như nàng muốn miêu sát một cường giả cấp bậc là phong hào Đấu La, cũng cần phải vận dụng đến hồn kỹ cực mạnh của mình mới có cơ hội. Đường Tam có thể làm được tự nhiên là không phải vì thực lực của hắn cao hơn Bì Bì Đông, có trình độ rất lớn là nhờ vào vận khí. Hải Thần Tam Sao Kích đối với Quỷ Đấu La khắc chế rất là nghiêm trọng, thêm vào đánh lén sau lưng, nhờ vậy mới hành động chỉ là một lần là thành công. Đương nhiên, Quỷ Đấu La không biết về Hải Thần Tam Sao Kích, đó mới là nguyên nhân trọng yếu dẫn tới thành công. Thuấn di trong khoảnh khắc, thân thể của Đường Tam một lần nữa biến mất trong rừng rậm, làm gần lĩnh vực mở ra phạm vi nhỏ che giấu khí tức của hắn dễ như là trở bàn tay. Đồng thời dưới sự khởi động của hãn hải hộ thân cháo, một lần nữa hắn lại ẩn thân, không nhìn tới khối hồn cốt của Quỷ Đấu La rơi xuống, chỉ thu rất nhanh vào trong túi như ý bách bảo, cầm Hải Thần Tam Sao Kích trong tay. Đường Tam lặng lẽ từ một bên đi xa, vì sợ bị Bì Đông phát hiện, hắn đem tinh thần lực lội uẩn. Dưới sự bảo vệ của hãn hải hộ thân cháo, cho dù có Hải Thần Đấu La ba tái tây ở đây, chỉ cần hắn không có công kích cũng khó có bị phát hiện. Quỷ Đấu La bị giết, Bì Bì Đông cũng thất kinh. Lúc trước làng vẫn phỏng đoán khó có người nào có thể ngăn cản chính mình vây bắt hai vị xâm lâm chí vương. Nhưng một tên trưởng lão bị giết trong nháy mắt lại là Quỷ Đấu La có năng lực võ hồn dung hợp kỹ, nhất thời làm cho làng tuy đang giận dữ nhưng mà trong lòng đề cao cảnh giác hơn. Tinh thần lực tập trung trên người của hai vị xâm lâm chí vương trong nháy mắt khuếch tán ra, cảnh sát tìm kiếm, đồng thời lệnh cho bốn vị phong hào Đấu La trở lại bên cạnh mình. Quỷ Đấu La yếu thế anh em nhở? Xiên cho cái đã chết tươi nơi hươi rồi. Nếu như đây là lần đầu tiên anh em biết đến với NTG, anh em muốn nghe chuyện từ phần 1 để hiểu cốt truyện, thì anh em có thể lên YouTube và gõ từ khóa NTG Reaction, ấn tìm kiếm, ấn vào trong trang chủ của mình. Anh em có thể kéo xuống danh sách phát truyện chưa Đấu La đại lục. Anh em có thể nghe từ phần 1 đến phần 213 và tiếp theo là phần 214 trở đi. Và tất nhiên rồi, tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chỉ chưa Đấu La đại lục phần tiếp theo sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG và trực tiếp kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.